Widodo bổ nhiệm vào đội ngũ cố vấn để giúp ông có các chính sách sáng tạo cho sự phát triển kinh tế. Người trẻ tuổi nhất của đội ngũ này thì mới chỉ có 23 và người nhiều tuổi nhất là 36 tuổi. Điều gì khiến cho Tổng thống Indonesia lựa chọn những cá nhân này? Dan yang kedua, Putri. Cô gái sinh năm 1996, Putri Tanjung, đã trở thành thành viên trẻ nhất đội ngũ cố vấn của ông Joko Widodo. Tôi cũng bất ngờ là cô ấy mới chỉ 23 tuổi. Hiện Tanjung là giám đốc điều hành của Creativepreneur Event Creator. Tổ chức này được lập ra khi cô mới 15 tuổi. Thông qua tổ chức này, Putri giáo dục người trẻ về tinh thần doanh nghiệp. Ngoài ra, cô cũng là giám đốc kinh doanh của nền tảng sáng tạo Creavy. Một người trẻ tài năng khác trong đội ngũ cố vấn là Adamas Bella Sia Devara, CEO và là nhà sáng lập công ty khởi nghiệp Ruangguru trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Các cá nhân đầy nghị lực vượt qua khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống của đội ngũ cố vấn gồm chàng trai mang tên Billy, 31 tuổi, và Ankie, cô gái bị điếc bẩm sinh. Billy là người dân tộc thiểu số Papua, đã giành được học bổng và lấy được bằng thạc sĩ tại Đại học Oxford danh giá của Anh. Còn Ankie thì tích cực tham gia